Chi tiết chiếc xe đen cỡ trung Hyundai Grandu 2023 mới ra mắt, trang bị tiện nghi nội thất hiện đại tiệm cận xe sang. Tuy cũng là xe đen cỡ trung, nhưng Hyundai Grandu 2023 vừa ra mắt thị trường Hàn Quốc, lại được định vị cao hơn người anh em Sonata. Hyundai đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe đen tiệm cận xe sang Grandu, ở thị trường Hàn Quốc. Tuy cũng là xe đen cỡ trung, nhưng Hyundai Grandu 2023 mới lại được định vị cao hơn người anh em Sonata. Ở thế hệ thứ bảy Mẫu xe sedan Hyundai Grandu sở hữu ngoại hình gần như lột xác so với thế hệ cũ nhờ ngôn ngữ thiết kế tương tự những người anh em cùng thương hiệu như A. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe mang phong cách tương lai của Hyundai Grandeur 2023. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều được thiết kế hình chữ nhật cỡ lớn với mắt lưới dạng mắt cáo. Lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm được tách riêng với nhau bằng nẹp khá mỏng ở giữa nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc mới. Ngoài ra, Hyundai Grandu 2023 còn có dài đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đổ xe, nằm phía trên đèn pha và ôm lấy nắp capo. Bên sườn, xe sở hữu đường dập gân nổi bật, kéo dài từ nắp capo đến đèn hậu. Tuy là xe dùng động cơ đốt trong nhưng Hyundai Grandu, thế hệ mới lại được trang bị tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe như ô tô điện. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim cỡ lớn, với đường kính tối đa 20 inch và nẹp màu đen chạy từ cản trước, đến sườn xe và cản sau. Riêng kính cửa sổ thứ ba là cách hãng Hyundai Chian Grandu thế hệ đầu tiên, ra mắt vào năm 1986. Đằng sau Hyundai Grandu 2023 là cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe theo phong cách giống giải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có cánh gió nhỏ vuốt nhẹ trên cửa cốp sau, tem chữ nổi Grandu phía dưới đèn hậu và đèn phản quang kéo dài trên cản sau. Đầu ống xả của xe được giấu kín dưới cản sau, mang đến thiết kế gọn gàng bên trong khoang cabin của Hyundai Grandu 2023 là không gian nội thất 5 chỗ bọc da màu sáng thanh lịch. Theo hãng Hyundai, ghế của mẫu xe này dùng chất liệu da Napa thân thiện với hệ sinh thái. Trong khi đó, những khu vực mà người dùng hay chạm tay vào lại được bọc bằng chất liệu da chống vi khuẩn để đảm bảo vệ sinh. Trước mặt người lái là vô lăng vắt đáy thể thao và hai màn hình cỡ lớn nối liền với nhau trên mặt táp lô. Trong đó, vô lăng lấy cảm hứng thiết kế từ Hyundai Grandu thế hệ đầu tiên bên dưới là cửa gió điều hòa trải dài đến hết mặt táp lô, được bao quanh bằng viền kim loại. Hyundai Grandu 2023 mới không hề có cụm điều khiển trung tâm như thiết kế ô tô truyền thống. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ trang bị một màn hình cảm ứng khá lớn để người dùng chỉnh điều hòa. Bên dưới màn hình này là các cổng USB và ngăn chứa đồ có nắp che. Những tính năng đáng chú ý còn lại của Hyundai Grandu 2023 bao gồm hệ thống đèn viền LED mang đến cảm giác ấm áp cho người ngồi. Trong xe, công nghệ xác nhận bằng vân tay để khởi động máy, và tự động thanh toán khi đi qua trạm thu phí. Các phím chỉnh âm thanh riêng, cửa sổ trời toàn cảnh hai mảnh, ghế trước chỉnh điện, đi kèm tựa đầu ghế có thiết kế thú vị cũng như ghế sau ngả chỉnh điện. Ngoài ra, hàng ghế sau còn có bệ tỉ tay ở giữa, tích hợp các nút điều khiển riêng và rèm che nắng chỉnh điện. Hiện hãng Hyundai chưa công bố thông số cụ thể của Grandu mới. Tuy nhiên, với cửa sau khá dài, chúng ta có thể đoán là xe được tăng đáng kể về kích thước thông số động cơ của Hyundai Grandu 2023 cũng được giữ kín. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị 4 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng GDI 2.5L, máy xăng GDI 3.5L, hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.6L, và động cơ chạy bằng khí hóa lỏng V3.5 lít. Dự kiến, Hyundai Grandu 2023 tại Hàn Quốc sẽ chính thức được bán ra vào năm sau. Tính đến hồi tháng 7 năm nay, đã có tổng cộng 30.000 khách hàng Hàn Quốc đặt mua mẫu xe đen hạng trung tiệm cận xe sang này. Hãng Hyundai sẽ ưu tiên giao xe cho những khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc trước. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.